DALL-E 2 là gì? DALL-E 2 là một hệ thống trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi OpenAI. Nó có khả năng tạo ra những bức ảnh thực và tác phẩm nghệ thuật từ mô tả bằng văn bản của người dùng. Đây là một trong những nền tảng nghệ thuật AI nổi bật nhất giúp các họa sĩ, cũng như những người không phải họa sĩ trở nên dễ dàng hơn trong việc tạo ra tác phẩm ngoạn mục chỉ trong chốc lát. DALL-E 2 giúp rất nhiều công việc như thiết kế, vẽ tranh minh họa, dựng phim, tạo banner quảng cáo trở nên đơn giản, ít tốn công sức và thời gian hơn. Ngoài DALL-E 2, còn hàng chục dịch vụ tương tự như Crayzone, Midjourney, Putty, Stable Diffusion, Imagen. Dù vậy, theo đánh giá chung, DALL-E 2 tạo sự khác biệt khi các tác phẩm mới có tính sáng tạo, sự hài hòa và có hồn hơn. Điểm mấu chốt là bạn nhập càng nhiều mô tả chi tiết thì hình ảnh càng đẹp và chính xác. Nếu bạn có sẵn một định hướng cụ thể trong đầu, rất có thể bạn sẽ phải nỗ lực nhiều lần để đạt được kết quả mong muốn. Ngoài ra, để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, công ty đang tập trung phát triển các bộ lọc ngăn DALL-E 2 tạo ra những hình ảnh độc hại hoặc sự lan truyền của thông tin sai lệch, độc hại, bạo lực, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, trong đó đặc biệt là những bức ảnh thật có khuôn mặt người, cho ra những nội dung nhiều vấn đề nhất. Không ít nghệ sĩ từng sử dụng DALL-E 2 đã tỏ lời khen ngợi dịch vụ này. Nhiều nhà thiết kế đã miêu tả ý tưởng của bản thân rồi giao cho trí tuệ nhân tạo phác họa ra, sau đó là chỉnh sửa bản vẽ cho thật vừa ý, từ đó giúp người dùng tiết kiệm được một khoảng thời gian và công sức đáng kể. Những người ủng hộ AI cho rằng không có thứ gì được tạo ra từ chân không, kể cả các tác phẩm mang tính siêu hình nhất cũng được nghệ sĩ lấy cảm hứng từ đời thực mà sáng tác ra. Họ cũng phải học hỏi phương pháp thể hiện ý tưởng của mình từ những người đi trước. Xét trên khía cạnh này, nói rằng AI có sáng tác mà không sáng tạo thì thật là bất công. Cách suy luận và liên tưởng của AI khác con người, nhưng nguyên tắc chúng tuân theo không khác chúng ta. Phe phản đối thì cho rằng AI không thể sáng tạo ra cái gì mới. Bất kỳ thứ gì được AI tạo ra đều được rút ra và tổng hợp từ vô số ví dụ khác nhau. Vậy nên các tác phẩm do AI tạo ra không nên được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Cho dù nghệ sĩ và xã hội nghĩ thế nào về AI đi nữa, thì nền nghệ thuật bị thay đổi bởi trí tuệ nhân tạo rốt cuộc cũng sẽ xảy ra. Và trước mắt vẫn còn một chặng đường dài phía trước để con người tìm ra cách sống trong một thế giới của AI. Làm thế nào để sử dụng DALL-E 2? Có 3 cách để sử dụng DALL-E 2. Cách 1. Truy cập trang web chính thức của DALL-E 2 theo đường dẫn dưới đây. Cách 2. Sử dụng Bing Image Creator. Đường dẫn như sau. Cách 3. Sử dụng Microsoft Designer trong bộ công cụ Microsoft 365. Lưu ý, DALL-E 2 cho phép dùng thử miễn phí một số lượng ảnh nhất định cho các cá nhân. Khi vượt quá, sẽ cần mua thêm tín dụng mở rộng. Hình ảnh được DALL-E 2 tạo ra thuộc quyền sở hữu của OpenAI, nhưng người dùng được quyền sử dụng hợp pháp miễn là tuân thủ các chính sách về nội dung. Nếu vi phạm sẽ thu hồi quyền sử dụng hợp pháp hình ảnh đã tạo. Do hiện tại DALL-E 2 chưa hỗ trợ người dùng Việt Nam, vì vậy bạn cần sử dụng phần mềm VPN để đổi IP sang khu vực Anh Quốc hoặc các khu vực khác được phép truy cập.